Tô Chủ tịch có đi theo vết xe đổ của các chủ tịch nước tiền nhiệm hay không? Nguyên tắc đảng cử quốc hội bầu đối với thể chế chính trị toàn trị như Việt Nam thì mọi nghị quyết của Trung ương Đảng hay ý chí của Bộ Chính trị sẽ được Quốc hội chuẩn thuận thông qua là điều gần như bắt buộc. Theo nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là ứng viên duy nhất cho chức vụ Chủ tịch nước. Nhưng Quốc hội vẫn hết sức lúng túng khi bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch nước sau khi ông Võ Văn Thưởng mất chức do tham nhũng. Theo lịch trình, chức danh Chủ tịch nước sẽ được chính thức công bố vào sáng ngày 22 tháng 5 sau một cuộc bỏ phiếu kín ở Quốc hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định trong điều lệ của Đảng bắt buộc Tô Lâm phải thực hiện nghị quyết vừa kể trên. Tuy nhiên, có nhiều biểu hiện cho thấy ông Tô Lâm đang lần nữa câu giờ để tìm cách thoái thác. Tô Lâm đã đưa ra nhiều điều kiện, nhiều đòi hỏi khác nhau trước khi phải rời bỏ chức vụ đầy quyền lực để chuyển sang chiếc ghế Chủ tịch nước có tiếng mà không có thực quyền. Đây là những đòi hỏi được đánh giá là chính đáng, vì trên thực tế, kể từ sau đại hội lần thứ 12 đến nay đã cho thấy ghế Chủ tịch nước là một chiếc ghế có rớp, bất kỳ ai ngồi vào chiếc ghế này đều có thể gặp họa. Đầu tiên là ông Trần Đại Quang, ông làm Chủ tịch nước chỉ được 2 năm rưỡi, rồi đột tử do mắc chứng bệnh lạ. Sau đó, Tổng Trọng đã thay thế vị trí của ông Quang. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ tại nhiệm vị chức Chủ tịch nước hơn 6 tháng, thì lăn ra trong biến cố Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019. Sau đại hội lần thứ 13, cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành Chủ tịch nước, nhưng ông Phúc cũng chỉ ngồi chiếc ghế này vẻn vẹn có 1 năm 288 ngày, thì bị buộc phải từ chức. Thay thế ông Phúc là Võ Văn Thưởng, chớ trêu thay, ông Thưởng cũng chỉ tại vị trong có 1 năm 18 ngày. Công luận đặt câu hỏi về tương lai chính trị của Bộ trưởng Tô Lâm khi bị ép phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. Đó là Tô Chủ tịch liệu có tránh được vết xe đổ của các chủ tịch tiền nhiệm hay không? Trong bối cảnh chính trường Việt Nam đã có những xáo trộn rất lớn ở thượng tầng trước Hội nghị Trung ương lần thứ 9, trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đa số các ủy viên đã thông qua nghị quyết buộc ông Tô Lâm phải trở thành ứng viên cho ghế Chủ tịch nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn. Ngoài ra, ông Tô Lâm còn bị cáo buộc đã lạm dụng quyền lực chống tham nhũng để hạ tới 5 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị trong thời gian rất ngắn. Điều đó đã gây ra sự xáo trộn rất lớn cùng với sự bất ổn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để loại bỏ các nhân vật cấp cao, những đối thủ tiềm ẩn trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14, Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra sâu rộng các doanh nghiệp sân sau. Đó là lý do vì sao các đối thủ chính trị cứng cựa là những viên hàng đầu và thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai liên tiếp bị đốn ngã và bị buộc phải rời khỏi cuộc đua. Một tình trạng chung của các quan chức trong Đảng đó là bất kỳ ai cũng đều nhúng chàm và vấn đề đã lộ hay chưa bị lộ mà thôi. Kể cả ông Tô Lâm, ông cũng chẳng hề sạch sẽ gì, thậm chí còn vướng cả những cáo buộc tham nhũng khủng khiếp nhất. Vết chàm Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG làm thất thoát của nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Ông Tô Lâm có đóng vai trò hết sức quan trọng trong vụ án này. Đó là công ty AVG của ông Phạm Nhật Vũ có giá trị 95% cổ phần chỉ khoảng 1.900 tỷ đồng, nhưng được thổi lên thành 8.900 tỷ đồng. Vậy mà Bộ Công an lại phất nhân danh an ninh quốc gia xếp thương vụ này vào dạng mật. Thậm chí Bộ Công an còn khẳng định giá mua 8.900 tỷ là thấp hơn so với định giá của các đơn vị thẩm định giá. Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ và cáo trạng của Viện Kiểm sát đánh giá, các văn bản mật và tối mật của Bộ Công an không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Chớ trêu thay, cả ba công văn này đều do Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký. Đó là chưa kể tới các đồn đoán về việc cơ quan an ninh quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng đang đặt lại hồ sơ đối với tập đoàn Xuân Cầu Holding, một công ty sân sau của gia đình Bộ trưởng Tô Lâm. Theo giới phân tích, nếu Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra vụ án này thì đây là một sự kiện chấn động và có khả năng sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tô Chủ tịch có đi theo vết xe đổ của các chủ tịch nước tiền nhiệm hay không? Tổng Trọng đã thành công trong việc vô hiệu hóa Tô Lâm như thế nào? Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ bầu chọn các nhân sự chủ chốt. Đây được cho là việc khắc phục hậu quả sau vụ nổi loạn của Tô Lâm
và ban lãnh đạo của Bộ Công an trong việc lạm dụng quyền lực chống tham nhũng để loại bỏ một lượng không nhỏ cán bộ cấp cao nhất của Đảng. Đó là lý do vì sao nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu cao nhất của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 là phải đẩy Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế của Bộ Công an đầy quyền lực bằng mọi giá. Vào ngày 18 tháng 5, khi Hội nghị Trung ương 9 bế mạc, truyền thông nhà nước ngay lập tức đưa tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Phát biểu của ông Trọng đã chứng minh điều vừa kể trên. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm đã loại bỏ hàng loạt đối thủ là những viên tiềm năng kế nhiệm chức Tổng Bí thư khi ông Trọng rút lui. Việc này khiến các ông bà như Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai nằm trong mục tiêu loại bỏ của Tô Lâm trong nỗ lực chiếm lấy chiếc ghế Tổng Bí thư một cách sớm nhất. Không loại trừ khả năng ông Tô Lâm sẽ loại bỏ cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vẫn theo kịch bản bắt trợ lý buộc cấp trên phải từ chức mà Vương Đình Huệ đã mắc phải. Đây là biện pháp nhanh nhất buộc ông Trọng phải rút lui, không thể thoái thác được. Lúc đó, Bộ trưởng Tô Lâm sẽ chớp cơ hội để chiếm lấy chiếc ghế Tổng Bí thư siêu quyền lực và trở thành ông trùm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dẫu rằng Tô Lâm, một chính khách Việt Nam, được đánh giá là có quyền lực vô đối, với lợi thế là một kho tàng thư, đầy đủ các tội trạng, những chuyện nhúng chàm của tất cả các quan chức lãnh đạo, từ cấp cao đến cấp trung. Đây vừa là thế mạnh nhưng cũng trở thành một điểm yếu của Tô Lâm. Yếu điểm trầm trọng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm là ỷ thế nên đã quá lạm quyền. Ông ta luôn tìm mọi cách để bành trướng thế lực tại Bộ Công an một cách quá mức và khiến cho các ủy viên Bộ Chính trị cũng như ủy viên Trung ương Đảng rất khó chịu và lo sợ. Do đó, đa số các lãnh đạo cấp cao ngoài mặt thì tỏ ra kiêng dè, nhưng bên trong họ vẫn tìm cách hợp với nhau lại để chống lại Bộ trưởng Công an. Mục tiêu cao nhất của họ là cùng nhau đánh bật Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng đầy quyền lực. Điều đó đã khiến cho Tô Lâm không nhận được sự ủng hộ của số đông thành viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như một số đông đại biểu Quốc hội. Trong đợt bỏ phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo nhà nước, ông Tô Lâm đã đội sổ trong danh sách 6 ủy viên Bộ Chính trị được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Cho nên, thế mạnh của Tô Lâm được đánh giá là nằm ở thực quyền, chứ không phải do phe cánh mang lại. Việc Tô Lâm phải thất bại trong cuộc đối đầu với Tổng Bí thư là lẽ tất yếu. Điều đáng nói là Tổng Trọng, các đồng chí thân cận của ông ta đã hoàn toàn bất ngờ trước cái thái độ của Tô Lâm, được cho là vuốt mặt, không nể mũi. Bất kỳ ai, kể cả ban lãnh đạo Bắc Kinh, vì thế mới có những tình huống nước sôi lửa bỏng đến mức lò lửa trong cuộc tấn công của Tô Lâm đã suýt xém dầu bạc trọng. Rất may, trận chiến cuối cùng của Bộ Công an vào hang ổ của Tổng Bí thư đã bị chặn đứng vì một nghị quyết tập thể của Bộ Chính trị đã ép Tô Lâm buộc phải ngồi trước ghế Chủ tịch nước, đồng thời chặn đứng sự thao túng quyền lực của ông tại Bộ Công an, nghĩa là phải nhốt Tô Lâm vào trong chiếc lồng quyền lực. Với kinh nghiệm lão luyện của một ông già tuổi đã ngoại 80, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ví là một con cáo già đã thành tinh, nhanh chóng hóa giải và hôi vôi hóa thành công Tô Lâm. Kết quả ông Tô Lâm buộc phải rời ghế Bộ trưởng Công an để sang ngồi ghế Chủ tịch nước đầy rủi ro và có dớp rất xấu, đặc biệt nhìn gương những người tiền nhiệm trước đó. Việc đẩy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào ghế Chủ tịch nước là một chiếc ghế với chức năng mang tính lễ nghi, đại diện cho nhà nước Việt Nam trong công tác đối ngoại, là việc làm có chủ đích. Bởi trong những năm gần đây, Tổng Trọng hầu như chủ động trong việc đón tiếp, đàm phán và thảo luận với các chính khách quốc tế trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam. Đây sẽ là một trở ngại và có thể nói Tổng Trọng sẽ giám sát mọi hoạt động của Chủ tịch nước Tô Lâm, tiến tới sẽ vô hiệu hóa triệt để ông trùm an ninh và mật vụ, khét tiếng một thời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng đã thành công trong việc vô hiệu hóa Tô Lâm như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de